Trong cuốn sách Cảm ơn anh đã đánh mất em có viết như thế này: em thấy gì trong mối quan hệ của chúng ta? Anh biết em thấy gì không? Em thấy tủi thân. Có lẽ đừng vì yêu một ai đó mà cố chấp trở thành một kẻ hiểu chuyện, hay cố chấp nâng sức chịu đựng của mình lên đến cực đại. Bởi vì khi họ rời đi, cậu sẽ vụn vỡ lắm đấy. Cậu sẽ chợt cảm thấy rằng là ồ, hóa ra mình không hiểu chuyện đến như thế. Hóa ra mình cũng thèm cảm giác được an toàn. Hóa ra mình cũng muốn được làm loạn lên với người mình yêu, rằng là mình không ổn, mình không vui. Và một người thật lòng yêu cậu ấy sẽ không để cậu phải chịu quá nhiều ấm ức. Cậu này, cậu đau đủ chưa? Nếu đủ rồi thì buông đi.